mình sẽ đi đúc đích cái chiếc G15V3 của mình. Tình hình là anh em lôi kéo quá, phải đúc đích thôi. Thì đây là bộ bát, bát biển số CNC bằng nhôm, mình mua ở F1 Store. Thì cái bộ này á, thì theo mình tìm hiểu nó có rất là nhiều loại bát biển số, có loại 500 nữa, nhưng mà mình thấy cái loại CNC là chắc nhất, còn mấy cái loại kia nó bằng sắt thì mình sợ chạy nó sẽ không có chắc bằng thằng này. Ngoài ra mình còn mua thêm một cái miếng để mà che dây điện nữa nè. Cái miếng này mình sẽ kê ở phía dưới của cái lườn xe, khi bắt cái bát này vào nó sẽ có cái lỗ hở, thì mình gắn cái này vào nó sẽ không bị văng nước lên dây điện, không bị mục sét ở trên nữa. Rồi giờ mình sẽ gắp cái bộ này lại. Đây là cái che cát nước, che cát nước CNC. Có nhiều anh em đề xuất mình là nên lên cái che cát nước, thì mình nay mình mua cái che cát nước mình lên luôn nè. Loại là loại bằng nhôm CNC nè, 300k. Mình thích cái loại này tại vì nó không có đụng hàng nhiều, nó chỉ che cát nước thôi, cho nó che dạng dưới. Còn một số cái loại mà che cát nước khác như hình dưới đây thì các bạn thấy đó, là cái loại đó là nó che cái lưới hết luôn, còn loại này của mình là chỉ là che bằng nhôm CNC thôi, nhìn nó đẹp hơn. Còn loại kia thì nhìn nó đụng hàng quá. Rồi cùng đi gắn hết luôn. Tình hình rất là tình hình là anh Tấn chưa thích. Eo eo eo. Sao mày hí lắm mà tao lên mày không bao giờ mừng tao? À có mừng. Con chó nó bị cục đuôi. Anh chị thấy sao không thấy nó mắc đuôi. Miếng này làm như vậy hơn miếng bữa hổm ha. Nhét vô cho sình nó không văng lên dây điện. Đây là cái miếng che che lên nè, sình nó không bắn lên.
cắt đôi xong nhìn bánh to. Thì đúng ra là bắt hai con ốc thôi, nhưng mà mình bắt thêm một con ốc ở đây nữa cho nó chắc. Tại cái bát này chỉ bắt được hai con ốc này thôi, nhưng mà mình sẽ bắt thêm con ốc ở đây nữa chắc cái bát hơn. Đây con ốc xuống, bắt xuống đây đó, vậy là cái bát nó sẽ rất là chắc. Và có cái miếng nhựa che chân sình này. Nhanh bắt vô đây, nhanh đi lên đây. Đôi trong nhận bánh to phải 160 á các bạn, bánh mình đi 160 mâm 4.5 mình. Phải đi làm cái biển số lại nữa. Làm biển số, làm khung biển số. Sau khi đã đúc đích xong, nó nhìn cái bánh xe nhìn nó to hơn và nhìn cái đít nó gọn. Bánh mình đi là bánh 160 các bạn, 160-60 mâm 4.5 inch, to hơn mâm zin. Còn ở đây là cái chai cát nước nè, như anh em đề xuất đó là mình nên gắn cái chai cát nước để bảo vệ cái nước đó, giờ mình đã gắn luôn. Rồi ok, đúc đích xong thì nhìn rất là ok luôn.
Rồi cảm ơn anh em đã xem video clip của mình. Nếu thấy video clip của mình hay nhớ cho mình xin một subscribe và một lượt like nha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em. Mông to.